Dạ em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kiện trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống của Đô Hậu Giang ạ. Hôm nay thì em trở lại với vườn mai của em Kha ở Chợ Lách Bến Tre, chia sẻ cùng với cô chú anh chị mình một lô mai siêu bông bình lợi với lại cúc họ Hương hàng già mùa, thích hợp cho cô chú anh chị mình lựa chọn và chơi Tết 2025 ạ. Em xin phép clip chia sẻ cho cô chú anh chị ha. Dạ chị xin chào em thôi. Dạ em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh Cuộc Sống Cà Hơ Hậu Giang ạ. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842, cũng là số Zalo ạ. Dạ rồi, em xin giao lưu mã số tiếp theo là mã số 51B. Cây này nó rất là lùng mà lực nữa nha cô chú anh chị, cái bên tàn thì dày mịt luôn nha. 51B là một cây siêu bông bình lợi. Đế lết luôn nha cô chú anh chị. Nhà hoàng chú gì tí này là 32 cô chú anh chị ơi. 32. Chiều cao là 53. Tán ngang là 75. Và mã số 51B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 3,3 triệu em bao ship tặng chậu của chú anh chị. Cái tàn nó như cây nấm đó cô chú anh chị, rất là lùng như ha. Mà cái vàng xương dày lắm với cô chú anh chị. Mã số 52B. Em này thì cái tàn dày mệt luôn nha cô chú anh chị. 52B là một cây siêu bông bình lợi. Hoành là 29. Củ đế này là 55. Hiện tại là nằm mặt lòng chỗ 4,5 của chú anh chị. Chiều cao là 72. Tán ngang là 85. Dạ mã số 52B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 3,9 triệu em bao ship. Dạ. Tặng chậu. Cái củ đế này nó đặc mà nó sởm lên xíu nha cô chú anh chị ha. Thân nó có chi cành nó đóng đều luôn ạ. Và mã số tiếp theo là mã số 53B. Cái này cũng là một tàn ôm hết luôn đó cô chú. 53B là một cây siêu bông bình lợi. Ôi cúc thợ hương của chú anh chị ơi. Cái cọng rễ là cho bá luôn rồi cô chú nha. Cúc thợ hương hoành là 24. Cây này bị lỗ một khoảnh nhỏ ở đây cô chú anh chị. Dài là 9 cm. Chiều cao là 75. Tán ngang cành 3 với cành hồi là 1,05 m. Tán ngang là 85. Và mã số 53B, một cây cúc thọ hương già mùa này em xin giao lưu là 1,7 triệu em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Cái tàn dày mịt là nhìn thấy mê rồi cô chú anh chị nha. Cái này nó già mùa chọc ghép nó to, kén nhựa muốn liền hết trơn rồi đó cô chú. Không chậu. Dạ mã số 54B. Dạ cái này thì phân càng dù có thấp thân cho cô chú anh chị ha. 54B là một cây siêu bông bình lợi. Cây này bị lỗ nha cô chú anh chị. Lũa đang kéo xèo để em đo cái chiều dài. Dài là 8 cm, lũa đang kéo. Hoành 23. Củ đế toàn là 40. Chiều cao là 80. Tán ngang là 70. Và mã số 54B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 750 bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Chi tàn đều nha cô chú anh chị, mấy cái chọc ghép là cỏ bằng ngón út ông lên ha. Nút nụ thì gieo đều hết trơn luôn ạ. Dạ 50 năm. Dạ mã số tiếp theo là mã số 55B.
siêu nhẹ nha cô chú anh chị, mà nhưng cái củ này cũng rất là to luôn ha. 55B là một cây siêu bông bình lợi, hoành là 23, củ đế này là 45, chiều cao là 57. Tán ngang là 50, chiều dài cành ba với cành hồi là 70. Và mã số 55B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 950 bao ship tặng chậu. Mã số 56B. Cái này lùng lợt củ đế luôn nha cô chú anh chị. 56B là một cây siêu bông bình lợi, hoành là 28, cây này bị cái thẹo ở đây mà kéo sẹo nghe cô chú anh chị, không có bì hết á. Củ đế toàn này là 43, chiều cao là 62, tán ngang 60. Và mã số 56B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship, em sẽ không ship chậu. Và mã số 57B cô chú anh chị, mã số 57B. Ok, siêu bông bình lợi. Cái này bị lũ nhẹ ở đây kéo sẹo của chú anh chị. Dạ. Cây già mùa. Này ngồi đẻ cũng quái quái lắm cô chú anh chị nha. Nhà hoành là 23. Đế đều của chú anh chị. Chiều cao là 55, tán ngang là 65, chiều dài cành ba với cành hồi là 75. Và mã số 57B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1,4 triệu em bao ship, em sẽ không ship chậu. Cô chú anh chị mình thích cái form lùng là cứ mình chọn cây này cô chú anh chị ha. Cây này thú lai của chú anh chị, có 2 giò luôn cô chú anh chị. Thân lắc luôn á. Dạ rồi. Và mã số 58B. 58B là một cây siêu bông bình lợi, hoành 21, củ đế 37, chiều cao là 65, tán ngang 70. Và mã số 58B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 800 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Cô chú anh chị, cây này có cái thân lắc cũng rất là duyên nha cô chú nha. Dạ rồi. Dạ 59. 59B, một cây siêu bông bình lợi, mã số 59B cô chú anh chị ha. Cây này thì chọc ghép bự hơn cái cái em đó cô chú. Hoành 22, chiều cao 70, tán ngang 70 luôn. Và mã số 59B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 850 bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 850 nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Mã số 60B. Một cây siêu bông bình lợi, hoành 24. Chiều cao là 60, tán ngang là 55, chiều dài cành ba với cành hồi là 90. Và mã số 60B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. Rồi nó già cơ hết trơn, nút nụ là mỗi nách lá nha cô chú anh chị ha. Có không, nút nụ hết rồi cô chú anh chị. Mua số lượng chơi tết để bán tết thì có không em? Mua số lượng nhiều thì em bớt cô chú anh chị, bớt chút đỉnh. Dạ rồi. 61B. 61B. Em này thì dáng hơi siêu nhẹ nha cô chú anh chị. 61B là một cây siêu bông bình lợi, hoành 20, củ đế là 40, chiều cao là 66, tán ngang là 66 luôn.
Dạ, mã số 61B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 750 bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 750.000 nha cô chú anh chị à. Giá này dễ chơi cô chú anh chị à. Dạ, 60. 62B. Một cây siêu bông bình lợi. Dán hồi cô chú anh đi. Cô chú anh chị dán giá lưu. Hoành 26. Củ đế này là 50. Chiều cao là 53. Tán ngang cành 3 với cành hậu là 70. Tán ngang 50. Dạ, mã số 62B, một cây siêu bông bình lợi này em xin vô lưu là 1.200.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ, 1.200.000 cô chú anh chị ha. Cái này gấp 3 bo hơn rồi đấy. Bo ghép lớn và tàn ấm tàn luôn cô chú. Dạ, 63B. 63B là một cây siêu bông bình lợi của chính chị, dáng hồi. Hoành 25. Chiều cao là 55. Chiều dài cành 3 với cành hồi là 80. Tán ngang là 60. Và mã số 63B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ. Này cũng có cái củ đế chà bái luôn đó cô chú. Dạ rồi, em đợi cây nha. Và mã số 6, tiếp theo mã số 64B. Một cây siêu bông bình lợi dán trực. Hoành 22. Chiều cao là 65. Tán ngang là 60. Và mã số 64B, một cây siêu bông bình lợi dán trực này em xin giao lưu là 700 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Cái này nổ nút bao la luôn cô chú anh chị nha. Dạ, mã số 66. 65 chị. À, 65B. 65B là một cây cúc thờ hương của chú anh chị ơi. Dạ, cây này cái form tàn đều tròn luôn á quý cô chú. Hoành 19. Củ đế này là 56. Cây này hiện tại là mặt lòng chậu 4 của chú anh chị. Chiều cao 82. Tán ngang 75. Và mã số 65B, một cây cúc pha hương già mùa này em xin giao lưu là 1.300.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ, tàn đều như cô chú mà nô vô nút nụ hết trơn luôn rồi à. Có nút nụ bự bự hết tên cô chú anh chị. 1.300.000 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Đế nôm xỏm cái này đế gì để sắp luôn á cô chú anh chị. Dạ rồi. Xong rồi. Dạ, mã số tiếp theo mã số 66B. Một cây siêu bông bình lợi. Hoành 21. Chiều cao là 58. Tán ngang là 55. Và mã số 66B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 700 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. 700 nha cô chú anh chị ha. Cây này có đường thân rất là duyên đó cô chú. Dạ rồi. Dạ, mã số tiếp theo mã số 67B. 67B là một cây cúc thờ hương già mùa. Hoành 21. Cây này hiện tại nằm lọt lòng chậu 4 của chú anh chị. Chiều cao là 95. Tán ngang 85. Dạ, mã số 67B, một cây cúc thờ hương già mùa này em xin giao lưu là 1.400.000 em bao ship. Em sẽ không ship chậu. Dạ, tàn được vô dây chỉnh sửa đều hết trơn rồi biết cô chú anh chị ha. Cây này cái đường thân đất nó quái quái lắm nha cô chú. Dạ rồi. Mã số 68B. Dạ, mã số tiếp theo mã số 68B. Một cây siêu bông bình lợi. Rồi, nó đánh cái co là gắt lắm nha cô chú anh chị. Hoành 22. Củ đế này là 50. Chiều cao là 68.
8.50. Và mã số thứ 18B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 1 triệu em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Dạ rồi. Và mã số tiếp theo là mã số 69B. Một cây cúc thơ hương già mồ của chính chị. Mặt tiền bên đó luôn của chính chị. Bên kia, đây đẹp. Hoành 20. Chiều cao là 77. Tán ngang cành 3 với cành hồi là 1m1. Tán ngang là 75. Và mã số 69V, một cây cúc thơ hương này em xin giao lưu là 1 triệu 9 em bao ship. Dạ. Em sẽ không ship chậu. Cây này cũng tàn thùm lùm luôn rồi đó cô chú, mà chậu ghép to luôn rồi ha. Dạ rồi, 1.900.000 mã số 69B. Dạ, mã số 70B nha cô chú chị. Dạ, mã số tiếp theo mã số 70B. Một cây siêu bông bình lợi dáng trực, hoành 23, chiều cao là 87, tán ngang là 70. Và mã số 70B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 900 em bao ship, em sẽ không ship chậu. Dạ. Mã số 71 của chú anh chị. 71B. Cái vôi lùng lực luôn. 71B là một cây giảo hoàng kim của chú anh chị. Cây này em ghép chọt mà của chú anh chị. Cái giống này phát triển mạnh của chú anh chị. Nó giống giống như siêu bông bình lợi vậy. Và hoành 30 đúng luôn. Cái củ đế này là 83. Dạ. Cái này hiện tại nằm lọt lòng chỗ 4 của chú anh chị. Bóp chậu luôn. Có hai cái giò thú luôn. Chiều cao là 58, tán ngang là 55. Cây này em ghép được 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bo của chú anh chị. 15 bo. Và mã số 71B, một cây giáo hoàng kim này em xin giao lưu là 3 triệu 2 em bao ship, tặng chậu. Dạ. Lùng lực mà củ đế đây nha cô chú anh chị. Dạ rồi. 72 phải không? Dạ, mã số tiếp theo mã số 72B. Em này tàn thông luôn quý cô chú anh chị ha. 72B là một cây cúc thơ hương già mồ của chú anh chị. Nở đế luôn nha cô chú anh chị. Hoành chấm di tí này là 41 của chú anh chị ơi. Dạ. Em này thấp thân rất là thấp luôn. Hiện tại nằm lọt lòng chậu 6.5. Chiều cao là 1m4. Tán ngang 1m15. Và mã số 72B, một cây cúc thờ hương này em xin giao lưu là 7 triệu em bao ship, 200km cô chú anh chị. Dạ, cái tàn nó như cây thông luôn cô chú anh chị, mà nút nụ thì vô mỗi nách lá luôn ha. Chọt ghép rất là to nha quý cô chú. Cái phôi không là cốt cành nó đóng đều luôn á. 7 triệu em bao ship, 200km. Cây này thấp thân rất là thấp luôn nha cô chú anh chị, nhìn nó lực cây nha cô chú. Giót ngọn mà nở đế nở củ luôn à. Mã số 73. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 73B. Em này cũng lớn siêu nhẹ nữa nha cô chú. 73B là một cây siêu bông mình là ố cúc thờ hương già mồ của chú anh chị ơi. Dạ. Cho anh gặp với mã số 72 luôn cô chú anh chị ha. Em này cũng già mùa luôn đó cô chú. Dạ, hoành là 38. Dạ. Chiều cao là 1m3. Tán ngang là 95. Và mã số 73B, một cây cúc thơ hương già mồ này em xin giao lưu là 3 triệu em bao ship, 200km.
Cái này cái nồi đế đều luôn nha cô chú anh chị. Về mình xịt gông rửa ra nữa là cái thân vàng nhím luôn nha cô chú anh chị ha. 3 triệu ba ship 200 km cô chú anh chị. Cúc Thọ Hương. Dạ, cái phôi không mà dốt ngọn mà chi cành đều quá cô chú. Chọt ghép là cả bằng ngón trỏ ngón cái luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. 74. Dạ. Dạ mã số tiếp theo mã số 74B. Hàng này mới sửa nóng hổ luôn cô chú anh chị ơi. Dạ, lùng lực luôn cô chú. Hoành là 32. Củ đế là đá nha cô chú. Củ đế 51. Chiều cao là 75. Tán ngang là 1 m. Dạ mã số 74B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 4,5 triệu bao ship. Cái này mình thay sang cái chậu vip vip con gái nữa là hàng, lên hàng khủng luôn nha cô chú anh chị. Quá trời cái củ đế ha. Cái độ sổ của cái này chỉ có cái thẹo ghế đây em cắt nó dảnh lên cô chú anh chị. À. Chứ không có bị lỗi gì nữa hết á. Thân lắp cốt cành đều luôn hả? Cái mâm tàn thì dày mệt luôn cô chú anh chị nha. Dạ mã số tiếp theo mã số 75B. Dạ. Một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Quá trời cái tàn luôn. Là... cây này đế đều của chú anh chị. Đế 24 giờ luôn. Giờ hoành cháu di tí này là 34. Chiều cao là 70. Tán ngang là 90. Dạ mã số 75B, một cây siêu bông bình lợi này em xin giao lưu là 6,9 triệu em bao ship. Cái tàn nó như cây nấm vậy đó cô chú anh chị nha. Cây này là đế điều gan luôn, 24 giờ luôn cô chú anh chị, không thiếu chỗ nào hết á. Cái ức nó muốn đụng sát cái miệng chậu luôn rồi đó cô chú anh chị. Cây này hiện tại nằm lọt lòng chậu 6. Cây này thay cành là tên là điều gan hết tên cô chú anh chị. 6,9 triệu em bao ship mã số 75B. Dạ mã số 75B cũng là mã số của clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ những clip trước ạ. À. Em xin chào và hẹn gặp lại. Dạ cây này đáng sưu tầm luôn nha cô chú anh chị, nút nụ là mỏi nách lá luôn nha. Cái vàng đế là lùng lực đó cô chú. Cái vàng đế là vàng tư luôn cô chú anh chị. Chi cành đều luôn. Dạ em cảm ơn cô chú anh chị mình đã dành thời gian theo dõi hết clip chia sẻ này. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.